Hello xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại với channel của mình và mình Đức Anh. Thì các bạn biết thì lương khô là một cái món ăn cực kỳ là hữu dụng cũng như là cung cấp năng lượng cực kỳ nhanh cho chúng ta hoạt động thể chất cũng như là dành cho lực lượng vũ trang để thực hiện nhiệm vụ. Thì ngày hôm nay thì mình cũng đã tổng hợp được 10 hương vị lương khô đến từ công ty cổ phần 22 để có thể trải nghiệm cũng như review cho các bạn xem hương vị của từng loại lương khô, xem loại nào sẽ là loại nên thử. Thì chúng ta sẽ bắt đầu và như là kiểm chứng nhá. Đấy, thì đầu tiên sẽ là loại lương khô quân nhu. Thì đây là loại rất là truyền thống. Thì màu sắc thì nó sẽ có cái màu cam vàng khá là đẹp. Đấy, nhìn cũng dạng truyền thống đúng không? Thì chúng ta sẽ cắt và trải nghiệm xem hương vị nhá. Trong một bách này thì chúng ta sẽ có khoảng là 2 miếng. Bạn thấy không? Đấy. Đấy, mình tưởng nó cứng như đá nhưng mà thôi thì nó cũng mềm mềm. Đấy, được nha. Nói chung là nó sẽ có một vị tinh dầu chuối khá thơm, nhưng mà mức độ thì độ khô thì nó rất là khô rồi. Lượng khô mà không khô thì sao được khô. Đấy, nhưng mà thông thoảng thì cái hương vị này cũng khá thơm, không phải khó ăn lắm. Ngon đấy. Đây thì đến sẽ là cái sản phẩm lượng khô thứ hai dành cho người đánh gôn là Ghostman. Đấy, vì thế cái bì nó sẽ có cái màu đỏ cũng như là màu nâu, nhìn khá là trưng, nhìn dạng giống sô cô la các bạn. Đấy, thấy cả vitamin, dinh dưỡng, khoáng chất. Đấy, được đấy. Đấy, mình sẽ thưởng thức nha. Trong này thì nó sẽ bọc được cái giấy, nhìn cũng xịn sò hơn cái ban đầu của cái con nhu. Đấy, bóc tem luôn. Cũng sẽ có hai thanh. Mùi này giống kiểu ngũ cốc yến mạch, thơm phết. Đấy, cũng dễ dàng, mình tưởng là nó cứng cơ. Cái vị thơm đậm đà hơn nhá. Độ khô thì nó không nhiều lắm, nó không khô như con nhu, nhưng mà cái là nó sẽ có độ ẩm nhất định. Tiếp đến sẽ là lương khô hương vị sausage, nghĩa là hương vị muối. Mình thấy nó lại có cả vị mặn cao cấp kèm với cả hạt quả ốc chó màu xanh xanh. Màu nó sẽ có hơi nâu nâu. Đấy, sẽ có hình quả ốc chó ở đây. Đây thì mình sẽ lại cắt. Ăn lương khô thì đúng là không có nước thì nó ho thật các bạn. Đấy, cái này thì chỉ có một miếng thôi. Đấy, thì mình lại bóc cho bạn xem. Về màu sắc thì mình thấy là cái màu này nó sẽ màu vàng đậm hơn một chút so với cái loại kia nó màu nâu nâu. Đấy. À, hương vị này thì thế nào, thoang thoảng hình như có vị cà phê nhỉ. Có vị là mặn, thơm. Nhưng mà vị quả bóc chó thì mình nghĩ không nhiều lắm. Nhưng cái vị này cũng khá khó tả, như kiểu vị muối chính thôi. Hơi mặn thôi. Nó lại cũng dạng thơm thơm. Nhưng mà để mà vị đặc sắc thì mình thấy chưa gì đặc sắc lắm. Đây sẽ là một sản phẩm New Production mới. Đây là cái Happy Life. Đây là một dạng ngũ cốc, mình thấy là kết hợp với cả trà khá hay ấy. Hình như là dành cho những người ăn healthy chẳng hạn. Lương khô này cũng phải healthy các bạn ạ. Dã man phết. Đấy, nó cũng sẽ có thiết kế một cái màu vàng khá đặc trưng, đẹp. Hình như là những cái dòng là một dòng mà những dòng này là dòng là truyền thống rồi, cơ bản thì nó sẽ không có túi giấy, còn bắt đầu từ cái dòng ở trên thì bắt đầu có túi giấy ở trên rồi. Ui, chưa gì đã rách này. Đấy, là xem bao bì là quân đội công ty cổ phần 2 chú ý là cái phần này nó hơi bị rách nhá. Cái này không phải do mình nhá, vừa bóc cho các bạn xem đấy. Không bán bạn mà mình có bóc phốt. Đấy, nó tự rách đấy nhá. Cái này thì nó có hương vị giống bánh quy, kiểu cookie ấy. Thử xem ạ. Cái hương vị này nó mix giữa cái Ghostman với cả cái con nhu. Nhưng mà cái độ ngọt nó khá vừa phải. Ăn này ngậy thơm phết. Nó không khô, ăn ra không bị ho. Đây chính là cái loại lương khô mà cổ truyền của các quân đội khi mang đi làm nhiệm vụ. Đập phát, chỗ nào là cứng chỗ đấy, đá quá. Đấy, thấy không? Dã man luôn. Đây là lương khô bay. Đây là dạng mà truyền thống nhất của quân nhu. Sau lương khô quân nhu đấy. Lương khô mà B702. Đấy. Bắt cho bạn xem. Thì cái mình thấy là cái thiết kế của nó sẽ có hình giấy bạc thì cũng khá là đẹp. Nhìn cũng ra gì phết xịn. Đấy. Cũng sẽ có hai cục như này. Chúng khá tiện lợi. Mình thấy là sản phẩm về lương khô thì cũng đã được nâng cấp khá nhiều sau rất nhiều năm. Mình nghĩ là cũng khoảng chục năm trở lại đây. Đấy. Loại này thì đúng dạng bánh quy cookie bình thường ấy.
có vị dừa dừa ấy, cái này cứng dã man. Đây dạng kiểu như là một chút dừa thoang thoảng, kiểu cốt dừa ấy, ăn khá ngậy, kết hợp với vị thơm thơm của sữa nữa, bánh mì kiểu cookie, ăn khá thơm mà không quá ngọt. Mình nghĩ là đây là đường khô, mình nghĩ là các bạn nên mua thưởng thức để mình như là trải nghiệm mang đi du lịch hoặc camping khá hợp lý. Ngon. Tiếp đến sẽ là hương vị cacao. Đấy, màu nâu thì nó cũng khá đẹp thôi, sẽ có cái hình quả cacao xen kẽ giữa cái màu nâu như là màu vàng, nhìn nhỏ phết. Cacao 22. Đấy, thì mình lại cắt cho các bạn xem. Chung là tất cả những cái sản phẩm lương khô này thì mình thấy khá là hay là họ sẽ hút chân không để đảm bảo chúng ta có thể mang vác đi thời gian rất là dài. Đấy, đây là cái pack của nó. Đúng, chúng ta sẽ nhìn thấy được cái màu đặc trưng của sô-cô-la, cacao luôn. Cái này dính quá. Rồi, ok. Thơm phết các bạn. Màu nâu thì dã man luôn. Thơm. Phải nói là loại cacao 22 là mình sẽ đánh giá luôn khoảng 10 điểm. Kết cấu nó thơm, vị cacao, một mùi sữa nhẹ nhẹ thoang thoảng. Nếu mà thêm một vị đằng đằng nữa thì nó sẽ rất phù hợp. Nhưng mà độ ngọt của nó là mình thấy là perfect nhất ở thời điểm hiện tại. Ngon. 10 điểm quá. Dã man đấy. Đây, tiếp đến sẽ là cái lương khô hương quê. Hương quê ở đây thì mình thấy là có sản phẩm như là có gạo lứt đây. Nhìn thiết kế bao bì thì cũng sẽ màu vàng kết hợp với hương vị gạo lứt đây rồi. Thì ra lại tức rồi. Nói chung là kết hợp nhiều cái hương vị lương thực, mình nghĩ là đây là một cái phát kiến sáng kiến cũng khá là hay của công ty cổ phần 22. Đó. Sẽ bẻ. Khá cứng, thoang thoảng nhưng mà hương vị có mùi hơi cà phê. Nhưng mà đúng là có một cái mùi gạo lứt và vừng đen. Sẽ là những cái nổi trội nhất. Cái vừng đen sẽ là chiếm xu thế khoảng tầm 60%. Ăn khá được nhưng mà nó hơi ngọt. Thế em bảo là cho những người mà tiểu đường hay những người mà bị đường huyết cao ấy, thì cái loại này cũng hơi khó lựa chọn một chút. Đây, một cái dòng sản phẩm mới nữa mà mình thấy cũng khá là hay. Đó là cái Dream Business. Thì với cái màu cũng khá, các bạn thấy nó có cái màu đồng đẹp dã man đúng không? Nhưng mà cái phần chữ này thì nó hơi bị chìm một chút. Giờ nếu thay đổi cái màu phông thì cũng sẽ đẹp hơn. Thì mình sẽ lại thưởng thức nhá. Giấc mơ doanh nghiệp hay là giấc mơ kinh doanh, cái đấy không rõ. À, cái này thì xịn hơn rồi. Đấy, bóc nào. Úi dồi. Ủa, đấy, cứng phết. Ai à, ồ, dã man. Cái mùi liên tưởng giống mùi cao su Big Apple đó các bạn. Hay phết. Hương hơi cứng, nhưng mà hương vị thì nó thơm thật. Vâng, tiếp đến sẽ là cái lương khô BP702. Thì đây là một cái thiết kế mình thấy khá là đẹp. Đầu tiên nó thể hiện luôn cái sức mạnh quân đội luôn và cái áo dàn di các bạn. Đấy, nhìn khá là khí chất luôn. So với cái mình sẽ đánh giá cao hơn cái bao bì so với cái lương khô bay. Ok đấy, mình sẽ lại bóc cho các bạn xem. Nhưng nếu mà cái lương khô này ấy nó mà cải thiện thêm có một cái chỗ khe mà tháo ra ấy, xé ra ấy, thì nó sẽ dễ tiện lợi hơn trong quá trình sử dụng. Đấy, cái này thì nó cũng sẽ màu hơi nhạt một chút. Để xem hương vị nó sẽ như nào. Chung là những cái dòng này nó hơi ép sâu quá nên là nó hơi bị cứng. Cứng quá. Nha. Cứng. Dòng này thì hương vị thì nó không đặc sắc lắm, thơm thơm nhẹ giống mùi bánh quy, thơm mùi sữa. Độ ngọt thì cũng vừa phải tầm khoảng 6 điểm. Nhưng mà về hương vị thì không có gì đặc sắc lắm. Nếu mình không khuyên các bạn một bữa này. Vâng, đây chính là cái dân chơi nhỏ mà có võ. Hương vị matcha đúng không? Lại là trà xanh. Sorry, năm nay mình review nhiều trà xanh quá nhỉ. Thế thì không hiểu sao thì hôm nay lại trải nghiệm cho anh em xem một cái gói quá nhỏ. Thì nó đây là Special Dry Provision. Đấy, matcha lương khô trà xanh. Thì với thiết kế thì đúng là một viên như này luôn. Dã man. Đấy, cắt cho anh em xem nhá. Wow. Ui dồi. Nó hay giả, thơm. Ui dồi.
cứ phải nói là trang điểm, cứ trà xanh là thơm. À, thích trà xanh nhỉ? Anh em ghét trà xanh đúng không? Tôi cứ thích trà xanh. Này, một cục như này luôn, một mở phát ra trà xanh luôn. Một nghìn điểm, không có nhiều. Nó sẽ ngang với con cacao này. Xuất sắc. 1000 điểm cho công ty cổ phần 22 về cái hương vị lương khô trà xanh. Nó ngon dã man luôn. Tôi mà có tiền tôi cũng sẽ mua một hàng một gói nhiều bách như này. Đỉnh cao đấy. Nhưng mà anh ạ, chung là kết hợp nhiều hương vị nó sẽ là cái hương vị mà nổi trội nhất rồi. Ok, thì sau khi tôi đã trải nghiệm cho anh em trải nghiệm khoảng 10 hương vị lương khô của công ty cổ phần 22 thì tôi đánh giá như sau. Về những hương vị mà truyền thống cũ ấy thì nó sẽ không có những cái gói giấy bảo quản, còn lại những cái gói từ cái giấy bạc hoặc là hút chân không cao hơn ấy thì nó đã có những cái giấy bạc. Tuy nhiên có một số cái nó hơi rách một chút. Về hương vị thì tôi nghĩ là nó sẽ xoay quanh hương vị kiểu ngũ cốc, bánh quy hay là sữa bột, rồi các cái loại ngũ cốc, nhưng mà cái sô cô la và đặc biệt là cái matcha này nó là hương vị ngon nhất trong số 10 hương vị này. Thì mọi người nghĩ sao về những hương vị này thì mọi người hãy thưởng thức những hương vị mình sẽ đã recommend nhá và đánh giá xem ở phía dưới phần comment. Thì một lần nữa cả các bạn đã theo dõi video và đừng quên like, share, subscribe của mình cũng như là follow mình trên Instagram. Tạm biệt và lại trong những video tiếp theo. See you next time.